Xin chào tất cả các bạn. Hi everybody. Các bạn thích lời chào nào của mình nhỉ? Nhưng mà sao cũng được, miễn sao hôm nay các bạn xem xong clip này, các bạn có thể hiểu được những gì mình chia sẻ sau đây. Và sau đây mình xin chia sẻ với các bạn, đó chính là một bộ ống chén lá sen. Bộ ống chén lá sen của chúng tôi được làm từ chất liệu là men dạ. Và một bộ ống chén bao gồm có một ấm. Đây, như các bạn có thể thấy, một ấm 6 chiếc chén như thế này. Không nhìn thấy cái qué đâu. Và 7 đĩa. Cái gì ạ? Chị nó sẽ làm đi ạ. Cái gì ạ?